là em rất tôn trọng đạo diễn, cho nên là khi mà tụi em ngồi bàn cùng với nhau về vấn đề lựa chọn vai diễn ấy, thì em nhận thấy là anh Trung và Ngọc là hai người có kinh nghiệm làm việc với nhau khá là sâu sắc, cho nên mình có thể mình sẽ có một cái sự kết hợp tuyệt vời và mình sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cái việc là chuẩn bị cho vai diễn này. Và cái thứ hai là thực ra Ngọc và Tuấn là hai người diễn viên tâm hình rất là xuất sắc, nhưng cái chemistry họ mang lại nó rất là đặc biệt, và qua cái bộ phim này mọi người sẽ thấy nó không giống với những cặp nam nữ khác mọi người đã từng xem trên phim. Cho nên còn nó chính xác là như thế nào thì em hy vọng khi mọi người ra rạp thì mọi người sẽ được biết rõ hơn. Diệp Vũ Ngọc là cái người mà Trung làm việc rất nhiều. Mình thích ở Diệp Vũ Ngọc ở cái chất diễn đó là mộc. Mộc ở đây có nghĩa là không dùng cái đọc biểu diễn nhiều. Cô cảm nhận được nhân vật đủ đầy, cô diễn đủ cảm xúc mà không màng mè. Thành ra cái mà Trung đang cần nhất trong nhân vật của cô Lê Thị Na đó là ở cái mô diễn mộc của cô Diệp Vũ Ngọc.